ngày 10 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 23, mở rộng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về kết quả tình hình kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng của năm 2023. Trong đó, tăng trưởng quý 3 của thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,7%, góp phần đưa mức tăng trưởng 9 tháng là 4,57%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2%, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng 5,8%, các hoạt động dịch vụ phát triển ổn định. Dự tính đến cuối năm sẽ đạt 19 trên 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhìn nhận về tăng trưởng kinh tế của thành phố, phải tập trung các biện pháp để đạt được tăng trưởng cao nhất, cố gắng sẽ đạt từ 6% đến 7%. Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhận định, có thể thành phố không đạt 95% như chỉ tiêu đã đề ra, song phải tiệm cận với chỉ tiêu này và quyết tâm giải ngân đầu tư công của cả năm không dưới 80%. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư công. Theo đồng chí, đây là việc quan trọng, là kích thích tổng cầu hỗ trợ tăng trưởng chứ không chỉ là giải ngân đầu tư công. Có nhiều lý do dẫn đến giải ngân đầu tư công của thành phố chậm nhưng vấn đề là chúng ta phải giải quyết như thế nào? Đồng chí đặt câu hỏi và cho biết điều này sẽ được làm rõ và xử lý trách nhiệm tại hội nghị chuyên đề về đầu tư công sắp tới. Ngày 10 tháng 10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt được đối tượng Lâm Văn Chính, sinh năm 1966, thường trú xã An Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng, trốn truy nã 15 năm về tội dâm ô với trẻ em. Lâm Văn Chính bị Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh Bình Phước bắt khi đang trốn truy nã tại thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trước đó, vào tháng 11 năm 2007, đối tượng này đã thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em. Đến tháng 4 năm 2008, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kế Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Chính về hành vi dâm ô với trẻ em. Sau đó, đối tượng Chính đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kế Sách đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch tổ chức truy bắt đối tượng. Sau 15 năm trốn truy nã, đối tượng Chính không thoát khỏi lưới pháp luật. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kế Sách tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 1166 bổ sung danh mục dự án và kiện toàn ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Cụ thể, bổ sung các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, dự án đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, dự án đường bộ cao tốc Dầu Dây - Tân Phú, dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chân Thành, dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kiện toàn ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Phó trưởng Ban Thường trực, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ làm Ủy viên Ban Chỉ đạo. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng trực thuộc yêu cầu quản lý, chỉ đạo lĩnh vực giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Bộ Y tế nêu rõ, thời gian qua, liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần đã xảy ra một số vụ việc phức tạp. Một số đối tượng đã lợi dụng có bệnh án tâm thần để gây án hoặc trốn tội gây bức xúc trong xã hội, cũng như gây khó khăn đối với các cơ quan tố tụng trong điều tra, xử lý các vụ án. Để công tác giám định pháp y tâm thần được triển khai chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụng, đánh giá đúng tỷ lệ tổn thương cơ thể, cũng như tình trạng tâm thần của đối tượng giám định, không để xảy ra hành vi làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, lưu trữ hồ sơ bệnh án và cấp tóm tắt bệnh án tâm thần cho người bệnh. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án tâm thần không đúng tình trạng bệnh lý tâm thần và không đúng quy định của pháp luật.
ngày 10 tháng 10, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Ngọc Thu, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang, Đoàn Thị Phương, sinh năm 1982, ngụ thành phố Hà Nội và 4 người khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 1 tháng 10, căn nhà của bà Quy ở đường Bầu Cát, phường 12, quận Tân Bình bị nhóm đối tượng khủng bố bằng sơn, mắm tôm. Qua điều tra, công an nhận định có thể vì không trả tiền nên nhóm đối tượng khủng bố bằng chất bẩn, mắm tôm để đòi nợ. Tại công an, nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Thu và Phương cùng góp tiền để cho vay ở các quận như Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, quận 12. Với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 27% một tháng, 324% một năm. Nhóm hoạt động từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay tới hơn 1 tỷ đồng. Khách khi có nhu cầu, tùy theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay, phải góp trước ngày đầu và ngày cuối. Công an đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 8 khách vay của nhóm Thu, Phương. Kết quả xác định, Phương bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Còn Thu cho 5 cá nhân vay với số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng.